Schwarz Nguyễn mến chào tất cả quý vị. Hôm nay mình trồng tầm bóp và trồng dâu vào trong chậu. Thì cây tầm bóp nó thuộc họ cà. Nó còn có tên là cây hoa lồng đèn bởi vì mọi người thấy cái hình nè, cái hoa của nó giống như là những cái lồng đèn vậy đó, còn cái trái nó màu cam cam ở phía bên dưới nè. Cây tầm bóp cũng còn được gọi là cây thù lù cạnh. Hôm nay mình trồng cây tầm bóp này, mình sử dụng đất trồng hoa. Thì mọi người mua loại đất trồng hoa nào cũng được nha. Mình sử dụng chậu 20 lít có đục lỗ. Do chậu có đục lỗ hơi to mà cây nó chưa có ăn vào đất, chưa có bám rễ, cho nên là đất nó sẽ lọt ra những cái lỗ này. Do đó mình lấy giấy mình lót ở phía dưới đáy chậu. Mình lấy cái hộp đựng trứng gà mình lót để cho nó dễ phân hủy, nó thành phân luôn. Hoặc là mọi người có thể sử dụng giấy cạc tông, giấy báo cũng được. Mình cho đất vào chậu, đất mới cho nên mình bóp cho nó tơi ra. Thì cái lượng đất đầu tiên này mình sẽ cho cao lên cỡ 5 cm. Sau khi đổ đất vào 5 cm rồi thì bây giờ mình cho lớp rác bếp đầu tiên vào. Mình cho rác bếp tươi luôn, nếu mọi người có rác bếp đã ủ rồi thì càng tốt. Rồi mình cho lớp đất thứ hai vào. Lớp đất thứ hai này cũng cỡ 5 cm. Mình cho lớp rác bếp thứ hai vào, nếu trong rác bếp có vỏ trứng thì mình bóp nhuyễn. Mình cho lớp đất thứ ba vào, lớp đất này thì cũng cao khoảng 5 cm. Mình đổ lớp rác cuối cùng vào. Rồi mình tiếp tục cho đất đầy vào. Mình có thể đổ đất đầy vào chậu xong rồi mình moi lỗ trồng cây tầm bóp vào, hoặc là mình chỉ cần đổ một lớp đất để cho lắp cái lớp rác bếp thôi, xong rồi mình đặt cây tầm bóp xuống như thế này, sau đó thì mình lắp đất đầy vào. Thank you.
trồng cây lấp đất vào rồi thì đương nhiên là mình tưới nước. Trời còn lạnh đó cho nên là mình cũng chỉ tưới cho đất nó nằm hơi hơi thôi chứ mình không có tưới đẫm nước. Cây tầm bớp này nó vừa là hoa vừa là cây có quả cho nên là mình trang trí thêm bằng cách là mình rải cái vỏ sò này lên nè để cho cái chậu nhìn nó đẹp, nó sạch, với lại là mình tưới nước cũng dễ nữa. Nếu mà mình không có vỏ sò thì thôi, mình khỏi cần rải lên, hoặc là mình có thể là rải sỏi cũng được. Cây tằm bóp thích chỗ nhiều nắng. Chậu đất thì không có được để quá khô mà cũng không có được để cho nó ướt. Bây giờ mình trồng dâu tây vào trong thùng xốp này. Thùng xốp này mình có đục lỗ ở phía bên hông. Cái cách trộn đất để trồng dâu tây thì mình làm y chang như cái video mình đã đăng cách đây hơn một tuần lễ. Trộn đất để trồng các loại rau có quả, trộn trong cái thùng nhựa màu đen á. Đó, mình sẽ để cái đường link nằm ở phía bên dưới phần bình luận. Ai quan tâm thì có thể bấm vào xem nha. Để đỡ mất thời gian cho cô bác anh chị theo dõi kênh đã xem video clip đó rồi, cho nên là mình không có chia sẻ chi tiết trộn đất ở video clip này, bởi vì mình làm đất cũng y chang như cái video đó. Nếu mà ai chưa có theo dõi kênh, chưa có xem video đó thì có thể bấm vào để xem. Sau khi mình đã chuẩn bị đất xong thì mình để khoảng một tuần lễ mình mới trồng dâu xuống. Thì thùng xốp to này mình trồng vào đây 6 cây dâu tây. Chỉ cần moi lỗ, nhét cây dâu xuống rồi ém đất lại thôi. Giống dâu này thì mình thấy ghi là có trái liên tục cho nên mình mua về mình trồng thử. Còn những cây dâu mà mình chiết ngó thì mình đã trồng ra vườn rồi. Dâu mình trồng vào rồi thì mình tưới nước, mình cũng tưới hơi hơi thôi tại vì trời vẫn còn lạnh. Trồng xong thì mình nên lót cỏ hoặc là lót rơm để cho khi mà dâu nó có trái á, cái trái nó chạm xuống không có đụng xuống đất thì trái nó được sạch. Mình không mua được rơm cho nên mình mua cỏ khô này. Loại cỏ khô này là loại dùng để lót cho thỏ nằm hoặc là lót cho chuột kiển nằm. Mình phủ cỏ kín mặt đất. Bao cỏ này nếu ai ở Đức thì có thể đến Rogerie để mua. Nếu mà muốn mua cỏ này ha. Cái bao này cũng rất là rẻ. Mình mua hình như chỉ có 1,49 euro một bao thôi. Nhưng mà nó không có sạch 100%. Nó cũng lẫn mấy cái hoa ở trong này á. Nhưng mà hoa mình nhìn có vẻ như là hoa lúa mạch chứ không phải là hoa cỏ. Cái bao cỏ này lần đầu mình mua mình sử dụng luôn. Nhưng mà mình nghĩ chắc là cỏ nó không mọc lên đâu, tại vì thấy có vẻ như cái hoa nó non lắm chứ không phải là hoa già. Thì nói chung mọi người nên mua rơm rải là tốt nhất nha. Mình có cắm vào cái thùng này mấy cái nỉa, tại vì mình thấy mấy bữa nay chim nó tới ban công mình cũng nhiều á, cho nên sợ nó bơi đất rồi nó bơi rơm ra đó. Thành thử ra cắm cho nó sợ. Đây, hoa nè mọi người, hoa xót vào đó. Nói chung cũng không có nhiều hoa đâu, chỉ có một hai cái như thế này thôi. Cho nên mình nghĩ là nó sẽ không có nảy mầm lên đâu. Đây là nỉa nè ha. Rồi Phát Nguyễn chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã xem. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.